Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa bà con và quý vị, qua học hỏi kinh nghiệm của các xã lân cận và sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kim Đồng, gia đình anh Hà Xuân Mai ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng đã xây dựng mô hình gà nuôi trên nền đẹp lót sinh học. Mô hình không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn đảm bảo vệ sinh khu chăn nuôi. Gia đình anh Hà Xuân Mai, Phát triển mô hình chăn nuôi gà trên nền đệm lót sinh học từ năm 2016. Theo anh Mai cho biết, việc chăn nuôi gà trên nền đệm lót sinh học chi phí không tốn kém và không mất nhiều công dọn chuồng trại. Bình quân 15 ngày đến một tháng, gia đình anh rắc men vi sinh và đảo chấu, lượng men sẽ làm phân hủy chất thải do gà thải ra, giúp chuồng sạch sẽ không còn mùi hôi, gà ít bị dịch bệnh. Từ khi nuôi gà, anh chị vẫn kiên trì chăn nuôi theo mô hình này. Với diện tích 500m2, tương đương... 1.600 con gà đẻ, bình quân vào vụ sinh sản, một ngày gà cho 500 trứng, với giá suất cho lò ấp 4.000 đồng một quả, trừ chi phí một tháng gia đình anh chị thu lãi 30 triệu đồng. Do ký kết được hợp đồng tiêu thụ thóc sống nên nhiều năm nay, bà con nông dân ở thôn Hậu Xá, xã Hương Đạo, huyện Tiên Lữ đã tập trung gieo cấy giống lúa Khang Sơn 18 cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Với tổng số 50 hecta một năm hai vụ bà con nông dân thôn hậu xá tập trung gieo cấy giống lúa khang dân 18 để cung cấp cho công ty giống cây trồng Thái Bình. Theo bà con cho biết, do được cung cấp giống và được hướng dẫn biện pháp gieo cấy chăm sóc nên lúa luôn cho thu hoạch năng suất cao. Trung bình bột xào cho thu hoạch trên 67 tạ một hecta được công ty thu mua với giá từ 8.500 đồng một kg trở lên, cao hơn so với giống lúa truyền thống từ 2.000 đồng một kg. Kính thưa bà con và quý vị, mùa mưa là điều kiện thuận lợi để các mầm bệnh lây lan trên vườn cây ăn quả. Nhằm giúp cho bà con có thêm kinh nghiệm trong việc phòng và trị bệnh, chuyên mục thông tin cùng nhà nông hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với bà con biện pháp phòng trừ bệnh cho cây ăn quả trong mùa mưa. Trong điều kiện thời tiết nắng cắt kèm theo mưa rào vào mùa mưa, cộng với việc vườn không thoát nước tốt sẽ gây ra những hiện tượng như cây trồng bị sốc rễ, gây nứt quả vàng lá và thối rễ. Trường hợp bị nặng có thể gây rụng lá, quả hàng loạt, ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng năng suất của cây ăn quả. Cô chi Vòng ma này của Đại học Cần Cần Thơ tôi dùng thời điểm chặt rễ đầu tiên chọc đứt cây. Sau khi đó này đến đầu mùa mưa tôi lại dùng tiếp, tôi tưới nó đảm bảo về kỹ thuật không bị bị vàng lá thôi dễ. nếu mà mình sử dụng được hai lần này là là quá là tuyệt vời bên cạnh biện pháp trên các chủ vườn cần hạn chế làm cỏ hoặc phun thuốc diệt cỏ trong mùa mưa cắt tỉa bớt các cành vô hiệu trồi vượt để hạn chế tiêu hao chất dinh dưỡng đồng thời nên hạn chế đi lại nhiều trong vườn vào mùa mưa vì vừa làm cho cây bị lay động gốc dễ non bị đứt nấm bệnh có điều kiện xâm nhập cây thối rễ, không nên bón nhiều phân đạm trong mùa mưa vì sẽ dễ kích thích cây ra đọt non và khi vườn cây bị ngập úng sẽ tiêu hao nhiều dinh dưỡng làm cho cây dễ bị suy yếu. Để hạn chế được cái hiện tượng mà mà cây hay lá nó vàng rụng mà do uh, uh, thối rễ ở dưới thì bà con ta nên là xử lý. Cái nấm gây hại ở trong đất Thế thì bà con chúng ta là nên sửa hai cái thời điểm Thứ nhất ấy, là sau khi bà con chúng ta đảo xong Thì bà con chúng ta có thể sử dụng cái chico đẹp ma à, Chico DHCT Thì bà con chúng ta hòa với nước Sau đó chúng ta bà con ra tưới đều Đấy, Để cho làm sao các cái trùng nấm này Nó đi sâu xuống cái vùng rễ Thì nó sẽ diệt được hay là kiểm soát được các cái nấm bệnh có hại ở trong đất cái thứ hai nữa bà con ta có thể là trộn với cả bột ngô hay bột đậu tương cùng với cả cái chico DHCT thì bà con chúng ta rắc rắc xung quanh gốc và lấp một cái lớp nhẹ lớp đất mỏng ở trên thì để cho cái có cái độ ẩm để cho cái bào tử nấm có lợi nó sẽ nảy mầm và nó sẽ phát tán và nó diệt các cái nấm có hại ở trong đất khác thì có như vậy thì bà con chúng ta sẽ quản lý hay hạn chế được cái nguồn nấm bệnh ở trong đất mà nó gây ra cái hiện tượng tác động đến cái bộ rễ, gây thối rễ và gây hiện tượng vàng lá ở trên. Để giảm thiểu các bệnh hại cho cây ăn quả nói chung và cây có muối nói riêng thì công tác chủ động phòng bệnh ở ngay đầu mùa mưa là hết sức cần thiết, đặc biệt với cây có muối là nhóm cây có hệ thống dễ nấm, cần độ ẩm nhưng không chịu được úng. Vì vậy, các chủ vườn cần tăng cường phòng trừ các bệnh hại từ trong đất và phòng tránh hiện tượng vàng lá thối rễ như hướng dẫn ở trên sẽ giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn bà con và quý vị thân mến tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục thông tin cùng nhà nông của đài phát thanh và truyền hình hưng yên